Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alosa. Hiện tại thì Đức đang có mặt cửa hàng hệ thống Mét Hòa Bình Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếm Cù, thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Và ngày hôm nay thì Đức sẽ làm một cái video về dòng xe Honda Queenix phiên bản 2023, cập nhật là về bản giá cũng như là cái thời điểm mà chương trình khuyến mãi hiện tại đang diễn ra và chuẩn bị là sắp hết chương trình khuyến mãi rồi. Ở đây thì mình có trưng phiên bản đặc biệt màu đỏ nhám nè, phiên bản tiêu chuẩn màu đen và màu đỏ. Ngoài ra thì có một màu nữa, đó là màu đỏ xanh trắng đen phiên bản thể thao ha. Thì trong cái thời điểm này về mức giá thì mình thấy là nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với ở những video trước mà Đức đã báo cho các bạn. Tuy nhiên cái chương trình khuyến mãi trả góp 0% lãi suất hoặc là cái chương trình mà tặng điện thoại Samsung Galaxy A04s hoặc là cái loa JBL á thì diễn ra đến ngày 30 tháng 9 và ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 rồi, thì còn đâu đó khoảng 12 ngày nữa thôi để chúng ta quyết định lựa chọn ngay một dòng xe Honda Queenix với mức giá rất là rẻ, có thể nói là bằng một con xe số. Bên cạnh đó thì cũng được hỗ trợ rất là nhiều chương trình khuyến mãi nên là các bạn tận dụng trong cái thời điểm này ha. Về mức giá đối với cái phiên bản tiêu chuẩn á, thì là 34.600. Mức giá này thì mình thấy thì nó cũng không có thay đổi so với cái thời điểm trước đây ha. 34.600 đồng giá cho màu trắng, màu đen và màu đỏ như thế này. Rồi, tiếp đến là phiên bản đặc biệt là được trang bị phanh ABS, được trang bị cổng sạc cũng như là hệ thống dây sơn có phết cao su, dây sơn cao cấp. Nó có màu đen nhám, bạc nhám và màu đỏ nhám, thì với mức giá bán là 37.500 nha, 37.500. Rồi, tiếp đó là phiên bản cuối cùng là phiên bản thể thao đỏ xanh trắng đen với cái mâm màu vàng đồng các bạn ha. Thì đối với cái phiên bản này mức giá bán hiện tại là 38 triệu ha. Thì phiên bản thể thao này cũng được trang bị phanh ABS cũng như là cổng sạc và hệ thống sơn cao cấp luôn. Chỉ có duy nhất là phiên bản phanh thường ha, phiên bản phanh thường thì không sạc cũng như là sử dụng dây sơn thường, nên là mức giá nó cũng thấp hơn một xíu. Nói chung thì nó rẻ hơn có 2 triệu mấy thôi, nên là những bạn nào có điều kiện kinh tế dư giả hơn một xíu thì các bạn nên lựa chọn cái phiên bản có phanh ABS thì sẽ an toàn hơn. Đặc biệt là dòng xe này thì thích hợp cho những bạn nào đi chơi, đi tour xa, đi phượt thì cổng sạc là một cái tiện ích không thể nào thiếu được. Rồi, về chương trình trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho mình là tối thiểu 20% giá trị xe. Ví dụ như các bạn mua cái phiên bản thể thao là 38 triệu, các bạn ra biển số ông huyện tỉnh là 2 triệu rưỡi nữa là chạy ra là 40.500, thì các bạn trả trước cho mình là 30% giá trị xe còn 40 triệu thì đâu đó khoảng 12 triệu thôi là các bạn sẽ làm hồ sơ trả góp được rồi. Thủ tục thì chỉ cần căn cứ công dân thôi, kỳ hạn là từ 9 tháng cho đến 18 tháng. Tùy theo điều kiện kinh tế của các bạn thì các bạn lựa chọn cái kỳ hạn cho nó phù hợp. Đương nhiên thì các bạn trả càng ngắn thì số tiền trả hàng tháng sẽ càng cao ha. Nói chung thì các bạn hãy cân đối cái tài chính sinh hoạt hàng tháng của các bạn thì bạn lựa chọn cái kỳ hạn cho nó phù hợp. Rồi, còn những bạn nào mua tiền mặt á, thì các bạn sẽ được tặng một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s. Còn những bạn nào không lấy điện thoại thì các bạn sẽ được nhận ngay một cái loa JBL ha. Đặc biệt thì cái vật phẩm khuyến mãi này là sẽ không được quy đổi thành tiền mặt, nên là có nhiều bạn hỏi mình đó là anh ơi bây giờ không lấy quà tặng là có được đổi, là có được trừ bồi giá hay không, thì sẽ không được quy đổi thành trừ bồi giá nha. Tại vì cái sản phẩm này trị giá nó khoảng 3 triệu ngoài á các bạn. Nếu như những bạn nào mà không muốn lấy sản phẩm này mà các bạn muốn bán lại cho ai, cho người thân vậy đó, hoặc là bên có một số cửa hàng họ sẽ thu lại, nhưng mà sẽ thu lại với giá có 1 triệu thôi, chẳng khác qua là các bạn bán thôi chứ không phải là họ gọi là thu nữa, bán giá rẻ luôn các bạn. Rồi những bạn nào mà không thích xài thì các bạn liên hệ với mình, mình sẽ mua cho, đặc biệt là cái loa JBL á, thì những bạn nào không thích xài thì các bạn có thể chia lại với mình mua cho các bạn 1,5 triệu luôn. Đấy. Thì đó là giải đáp thắc mắc cho bạn ha. Còn khi nào nhận được quà tặng thì khi mà các bạn mua xe xong và các bạn ra biển số và các bạn ra được cái biển xe thì khi đó bên hệ thống cửa hàng mà bán cho các bạn á, thì họ sẽ lấy cái thông tin cặp biển xe, họ sẽ chụp hình mặt trước mặt sau và họ đi đăng ký với bên hệ thống của Honda Việt Nam, và sau đó Honda Việt Nam sẽ chuyển quà về cho các bạn, chứ không phải là các bạn ra mua xe là các bạn được nhận quà liền nha bạn nha, không có việc đó nha, nên là các bạn lưu ý điều này với mình. Rồi, thứ nhất á, là sẽ không được quy đổi thành tiền mặt. Đó, các bạn nào không thích xài thì các bạn hãy chia lại cho người thân hay là chia cho mình cũng được, hoặc là chia cho cửa hàng. Có một số bạn nói mình là cửa hàng xu lại cho các bạn được 1 triệu á. Đấy. Rồi, còn về quà tặng thì khi nào có cặp xe thì chúng ta mới nhận được quà ha. Trả góp thì chỉ cần căn cứ công dân thôi.
Thì đơn giản như vậy, và đến ngày 30 tháng 9 nha, 30 tháng 9 là hết hạn rồi, nên là các bạn tận dụng trong thời điểm này với mức giá đang rất là hời luôn, cho chúng ta một cái dòng xe cùng tay 6 cấp số, động cơ là DOHC và phanh ABS là cổng sạc nè, đầy đủ tất cả những tiện ích luôn, nên là đây là một trong những dòng xe mà có nói là ngon bổ rẻ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Rồi và bây giờ thì Đức sẽ quay cận cảnh từng chi tiết màu sắc cho bạn xem nhé. Các bạn có thể xem ở đây được là một chiếc màu đỏ nhám phiên bản đặc biệt nè, có hệ thống phanh ABS, phục trước thì được sơn với màu vàng đồng thì rất đẹp ha. Đó, hệ thống phanh ABS cảm biến ABS luôn, heo dầu Nissin chỉ có một bít tông thôi. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì đối với cái dòng này thì là 1,99 lít trên 100 cây số nha. Còn đây là phanh thường, phanh thường thì nó sẽ không có dòng cảm biến. Đó, phanh thường nha, không phanh thường chứ không phải là phanh CBS nha bạn nha. CBS sẽ khác với phanh thường nha các bạn nha. Nên là cái phiên bản tiêu chuẩn là phanh thường, không phải là phanh CBS nha. Đó. Rồi, còn đối với phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao thì đây là cái phiên bản mới nhất hiện tại luôn, nên là thay đổi về phần tem xe, phần mặt nạ nè, cách phối lại màu sắc nè, cũng như là phần mâm xe cũng vậy luôn, giống như chiếc CBG 150R các bạn. Đó, mâm vàng đồng ha. Cũng có ABS luôn, heo dầu Nissin 1 bít tông. Còn như chiếc này là chiếc màu đen phanh thường. Đó. Rồi. Trên cả 3 phiên bản là đều được trang bị khóa smart key nha các bạn nha, khóa smart key cao cấp luôn của dòng SH. Tuy nhiên chỉ riêng đối với phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cổng sạc thôi ha, sẽ không có cổng sạc. Còn phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao thì được trang bị thêm cái cổng sạc, rất là tiện lợi cho những bạn nào đi tour xa, đi phượt được quá thì các bạn có thể gắn một cái thùng tại đây và các bạn sạc pin ha, 2.1 ampere. Đó, cổng sạc kết hợp sạc sẵn cổng USB luôn ha, rất là tiện lợi. Rồi, phiên bản đặc biệt cũng vậy, phiên bản đặc biệt thì cũng có cổng sạc luôn ha. Đó. Rồi, hệ thống sơn thì đối với phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao thì được trang bị sơn cao cấp, có Fukuso nên là sẽ giảm tiếng ồn hơn, và thứ hai là nó tăng tuổi thọ hơn so với sinh thường. Chúng ta sẽ sử dụng lâu hơn, chúng ta mới thay sơn. Còn như chiếc này là sử dụng sơn thường. Đó, sơn thường. Rồi, đèn hậu thì được CNG ha, được thiết kế thể thao, đặc biệt là cái phần hai cái sừng cản sao của dòng Phoenix này thì không được thiết kế liền ha, nó thiết kế rồi nên là nhiều bạn cũng không thích cái điểm này lắm. Mặt đồng hồ thì full LCD. Công tắc đèn thì đối với dòng này không có công tắc đèn nha, bát sinh thì vẫn có, đây bát sinh vẫn có ha, nhưng mà không có công tắc đèn. Đó, thì những bạn nào muốn tắt đèn được thì chúng ta phải đổi công tắc đèn. Nói chung thì đối với dòng Phoenix hiện tại giá rẻ lắm các bạn, giá cực kỳ rẻ luôn, nên là những bạn nào mà đam mê dòng xe công tay thì mình nghĩ là dòng xe Phoenix là một lựa chọn đúng đắn nhất dành cho các bạn. Thứ nhất là về kiểu dáng nè, cũng được thiết kế cũng rất là thể thao, điềm đạm hơn, nhìn nó tao nhã hơn đó, và được trang bị đặc điểu đầy đủ những cái công nghệ tiện ích, đặc biệt là phanh ABS rất là an toàn khi mà các bạn chạy tốc độ nhanh, các bạn thắng gấp này kia đâu, có phanh ABS là một lợi thế. Chỉ có hệ thống đèn Winix thì các bạn cũng đã biết từ xưa đến nay rồi. Đèn Winix thì hầu như là không có đèn nào mà sáng hết chứ. Nên là những bạn nào mà đi Winix thì thông thường thì họ hay lên mặt ánh sáng hoặc là gắn những cái đèn trợ sáng ha, thì nó sẽ mới đủ sáng hơn. Cho những bạn nào mà hay đi tour, đi phượt, đi đêm nhiều thì chúng ta nên gắn. Đó. Rồi, bên đây thì có thêm hai chiếc phiên bản thể thao nữa. Phiên bản thể thao này thì mình đánh giá không ok bằng so với đời trước đây. Nói chung là nhìn nó cũng kiểu lạ lạ mới các bạn. Nhưng mà nhiều bạn thì vẫn thích cái đời trước đây hơn, cái mâm màu đen nhìn nó kiểu nó mạnh mẽ hơn. Còn mâm màu và vàng đồng này kiểu nhìn nó sáng, nhìn nó phá cách đó các bạn. Nhìn nó kiểu trẻ trung một xíu. Đó, thì đó là sơ lược về dòng xe Winix cho các bạn tham khảo ha. Đó, màu này rất là đẹp các bạn. Nhưng mà nào thích màu nổi thì chơi cái màu đỏ xanh trắng đen này khá là ok á.
Giá thì Đức cũng đã cập nhật cho các bạn rồi ha. Thì chương trình khuyến mãi trả gốc 0% lãi suất và tặng điện thoại tặng loa thì diễn ra đến ngày 30 tháng 9, nên là những bạn nào đang có dự định mua xe mà đang cân nhắc không biết có nên mua thời điểm này hay không thì mình nghĩ là đây là một trong những thời điểm mà tốt nhất để mua dòng xe Honda Winix này với mức giá siêu hời và nhận được rất là nhiều khuyến mãi từ chương trình của Honda Việt Nam ha. Thì nên các bạn tận dụng thời điểm này để mua xe nhé các bạn nha. Thì mọi thông tin chi tiết về dòng xe Honda Winix này các bạn hãy comment phía bên dưới thì mình giải đáp cho các bạn. Hoặc các bạn có thể liên hệ ngay với số điện thoại trên màn hình để xác nhận là về mức giá cũng như là được tư vấn những cái gói trả góp, những cái phí lăn bánh. Ok thì các bạn ra cửa hàng xem xe thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy nữa nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.